Evening. À, cái gì đây? Minh Khang mới cạo quả đầu. Minh Khang mới cạo quả đầu, mát mẻ lắm các bạn. Phong này, Ngọc Hân, oh, I miss you all. Today we just have a tardy night students. So, we just have a tardy five student now. Okay, I want to show you something new on our class dojo. You remember? Yeah, I didn't see. Yeah, hello. Good afternoon. I'm great. Okay, I want to show you a story about me once a week. One week. Tuần trước cô có đi công tác. Trời, cô sẽ tả cho các bạn là trong mùa COVID này thì làm gì cũng rất là khó khăn. Cô có đi công tác ở Vinh. Trời ơi, qua ba ngày tốt mà bây giờ. Yes, bây giờ cô đang phải cách ly tại nhà. Cô tắt ly tại nhà. Cô đi cách ly, cô phải cách ly tại nhà đó. Hello teacher. Hello. Cho nên là các bạn đừng nghe cô nha, có việc rất cần thì phải đi. Ơi, con nghe này, Phương. Đẹp đi cô. Đi công tác ở Vinh hay sao? Đúng rồi, cô đi công tác ở Vinh và Hà Tĩnh. Đẹp với cô. Cần hình hình. Ngô Nguyên Khang. Ok, ông nào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu điểm danh nha. Hôm trước là cô đã có nhân vật được thưởng rồi, đúng không nhỉ? Hôm trước là đã thấy nhân vật được thưởng Class Dojo rồi. Tuy nhiên là cái ui, ai đây? Trần Nguyên Khang lớp 2. Khang à? À, có cái áo giống cô, giống quá. giống dinosaur. Ồ, dinosaur, đúng rồi. Anh Phú thấy giống cái hình này mà cô hay đăng ở trên YouTube không? Giống y, chả khác gì. Đúng rồi, giống y luôn cô. Ở đẹp mà cô. Trần Nguyên Khang này có cái áo giống cô quá, không được đâu nhá. Ôi, Nguyễn Minh Khôi, con nhớ cô lắm. À, con láo luôn đi. Cô tên là Bảo Ngọc đúng cô? Cô tên là Trần Bảo Ngọc nha. Say what? So, the first year I want you to comment your name. Nào, mình sẽ comment tên Thanh Khẩn Trương nào để cô có thể là cho nhỏ ra video nào. Mình sẽ comment tên làm gì cô? Comment tên chơi cô? À, tên Kevin. Hình nền á? Hôm nay các bạn để hình nền freestyle nhé, tại vì cô thấy có hai con mèo xinh quá, cô để luôn. Con không thấy. Để cái hình nền cùng vương của con ở đây. Ok, bạn Kevin xin đầy đủ là gì nhỉ? Hoàng Ngô. Ôi, con không biết hình nền ở đâu. Thế thì phải bảo Thầy Vương nhá, nhắn tin cho Thầy Vương. Nhắn tin Thầy Vương ở trong Zalo. Nào, nào, chúng ta đi. Thầy dùng Zoom nè. Ơi, sao cái Class Dojo mà con vẫn không vào được? Ôi, con để nhắn tin lên chat box cái tên của con rồi. Không có. Không hiểu lớp học của em à? Ôi, cô tắt mic đi. Không. Mày đi cùng bạn kia. Đó. Các bạn sẽ điểm danh cho cô nha và cô sẽ xem nhá. Đầu tiên là có bạn nào đây, con là Hoàng Thúy An đúng không? Hoàng Thúy Anh này, bạn đây cô sẽ share màn hình. Hôm nay mình sẽ học bài mới nha, unit 8 rồi, lớp mình học rất là tốt. Mình lỡ mất một tuần đấy các con ạ, buồn lắm, mình lỡ mất một tuần đấy. Được chưa? Bây giờ con sẽ đọc điểm danh trước nhá, để cô cho vào Class Dojo trước nhá. Tại vì là các bạn chưa thể tự đăng nhập trên Class Dojo cho nên là cô vẫn phải đăng nhập cho các bạn này. Ok. Kevin, Hoàng Ngô, Nguyễn Thái Thịnh, Hoàng Ngọc Nhi, Nguyễn Lương Hà An, Hoàng Thùy Anh, Nguyễn Thảo My, Nguyễn An Phú, Trần Thiên An, Trần Diệu Anh, Huỳnh Võ Ngọc Khuê. Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Cô có biết con nhớ cô lắm không? Cô khóc đến nơi. Cô đi công tác với cả đến cái hôm mà cô về thì lại bị lỗi Zoom ấy con. Bị lỗi Zoom mà không lên được lớp. Cho nên là cô khóc hai giọt nước mắt rồi.
Đó, nào Phạm Kim Thanh, Trần Duy Phong. Con không vào được class á, Tú Phương á. Tú Phương ơi, thật sự luôn bạn nào cũng vào được mà. Trần Nguyên Khang, Lưu Cao Khánh Bình, Diệu Anh. Con thân thật, Ngô Nguyên Khang này lại còn tên thật là Kevin. Phạm Khánh Hà, Lưu Cao Khánh Linh, Lò Nguyễn Minh Đức, Bảo Ngân, Phạm Tú Phú Tiến Minh, Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh. Ok, lớp thì hơi ít thôi nhưng mà chất lượng đúng không nhỉ? Today we will go on the new lesson today. Ok, today we will go on the new lesson today. Are you ready for the lesson today? Yes, if you say yes, you come into the chat box and let me know that you are ready. Okay, you can use the icon raise your hands or you can use the chat box here to let me know that you are ready for the class now. Okay, okay. Where this? Yes, yes. You say yes, yes or no, yes or no. Bây giờ bạn đang điểm danh Lê Minh Đức mới vào này, Phạm Minh Phương, yes. Okay, so, yes, today we will go on the new lesson. So fun about games. Sẽ rất là vui vì hôm nay mình sẽ học về đồ chơi và trò chơi, đúng không? Và hôm nay sẽ có rất 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 nhiều thử thách cho các bạn đấy, bởi vì một tuần cô tích rất rất nhiều thứ muốn dạy cho các bạn. Thế mà cô không tham gia được lớp, vì vậy hôm nay mình sẽ học hết nhé. Học vui muộn tí có được không? Hôm nay học lâu một tí có được không? Đồng ý không? Trời ơi, hiếu học quá đi. Bây giờ có bảo các bạn học đến 10 giờ nó cũng khô máu với cô Ngọc luôn đúng không? Ok, so nhớ nhau quá. Hôm nay thì mình sẽ có bạn không ấy, tùy thôi đúng không nhở? Chơi vui quá thì lại không hết lớp được. Nào, ok. The first today we'll study about some toys. Okay, how many toys here you know about it? Okay, by the time we study in my class, we just have a pen. So where's your pen? Học lớp của cô lúc nào có cái bút? Where is your pen? Yes, I said. So you can use your pen here to point to the word. Cô không yêu cầu các bạn là phải nhớ được cách viết của từng từ, tại vì một số bạn trong lớp mình chưa có biết viết, đúng không? Tuy nhiên là bạn nào trong lớp mình đã biết viết rồi thì mình cũng sẽ phải tập viết các từ nha các con. Không là không có biết đâu. So now, mình sẽ sử dụng bút. Okay, we will use the pen to point to the picture, right? So, are you ready for the listening? Yeah, so okay, great. Đã nhìn thấy Ngọc Khuê rất tốt. Nào. Okay, so let's start it. Page 95, activity 2. Listen, point and say. 1. Action figure. Action figure. 2. Airplane. Airplane. 3. Ball. Ball. 4. Bike. Bike. 5. Blocks. Blocks. 6. Cars. Cars. 7. Stuffed animal. Stuffed animal. 8. Doll. Doll. 9. Game. Game. 10. Puppet. Puppet. 11. Skates. Skate. 12. Train. Trained. Oh, as you can see that today we will got so many new words here all the class. So we will listen, point and say to the class now, to the word once again. Các bạn sẽ nghe lại một lần nữa nha, để xem là mình sẽ đọc như nào ta. Nào, so page 95,
Activity 2. Listen. Point and say. 1. Action figure. 2. Airplane. 3. Ball. 4. Bike. 5. Blocks. 6. Cars. 7. Stuffed animal. 8. Doll. 9. Game. 10. Puppet. 11. Skates. 12. Train. Okay, and you can see that today we have so many, many new words here, and the words which are so difficult to speak, right? Một số các từ hôm nay khá là khó để phát âm. Thì cô đã cho các bạn nghe một loạt rồi trước rồi. Thì for more detail, để có thể chi tiết hơn từng từ một, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn học từng từ nhá. The first we have the slide, okay, next to the slide, please. Okay, so the first, as you can see that maybe 8 boy here have one. Mỗi bạn con trai trong lớp mình thì chắc được chỉ ít được có phải có một bạn đúng không nhỉ? Có cái bạn này này gao gao hay là cái gì nhỉ? Năm anh em siêu nhơn cái gì đấy. Mà đúng rồi, các bạn thì hay phân biệt cái Superman với cả cái bạn này đối với cái bạn siêu nhân Nhật với Trung này này. Ok, siêu nhân hành động, siêu nhân biến hình, siêu nhân ấy, hiểu không? Siêu nhân. Ok, it's a action figure, right? Action figure. Ok, action figure. Ok, I need one of you. I need one of you. Now, action, action figure. Action figure, cái siêu nhân hành động ấy, cái siêu nhân này, cái đồ chơi này, chiêu chiêu ấy, bùm chiếu đấy. cô thì chỉ có doll thôi, cô chỉ có búp bê thôi, còn cái này cô không có chơi, nhưng mà cô thấy em họ cô chơi nhiều lắm, bây giờ mấy đứa em họ nhiều lắm. Nào, có con đi lấy nước được không ạ? Ui, đi lấy nước ngay, hôm nay bắt học nhiều, đọc nhiều nhé con. Đó. Khang, cô không mời con là con giận cô. Ui các bạn, bây giờ phải đổi tên là Pantado Miss bị giận thì đúng hơn. Miss bị giận. Miss bị giận, bị dỗi, để bởi vì bị các bạn giận dỗi quá nhiều, đúng không? Không gọi là giận dỗi. Thôi, cô xin lỗi nha. Nào, so, bây giờ bạn nào có thể đọc được từ này cho cô nào, trước cả lớp nào? Who can, please? Who can? Who can read this word for me? Phạm Phú Tiến Minh nào? Vâng, nào cô. Ask here. Yeah, ask what? Ask what? I can't hear. Con đọc lại nào. Action figure. Good job. Action figure. Good. Okay, one more time. We say, I have an action figure. One more time you say. Con mở mic nào? Con quên mở mic ấy. I have an action figure. Action figure. Good. Bây giờ tớ có một cái con siêu nhân biến hình nào. I have an action figure. I have. Tôi có. I have. Đúng rồi. Một. I have an action figure. I have an action figure. Good job. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng làm các cái từ have ý. Nó cứ như kiểu âm ý, đúng không? Đó, con một lại một lần nữa nào. I have an action figure. Nào bây giờ thế thì cô với cả Tiến Minh nha, sẽ cùng mình cũng pin nhau lên đây nha, để còn hướng dẫn các bạn phát âm nha. Đâu rồi cô, để cô xem nào.
I'm here. Okay, you're Miss Ngoc here, right? Some of my students found it difficult to get the pronunciation of the sound. Okay, right? So you can repeat to me and look after me like that. One, two, three. Okay, tại vì là cái răng nó chưa mọc hết, đúng không? Yeah, chứ không phải là không phát âm được. Ok, rất là duyên đúng không? Là bây giờ là con sẽ phát âm cùng cô nhá. Cả lớp phát âm cùng cô nào. Have. Good job nào. Cả lớp là bên đang thấy Đức Minh với cả Nguyễn Lương Hà An đang phát âm rất to. Nào, have. Đó, hôm nay là có bạn Tiến Minh phát âm để mẫu cho các bạn rồi đấy nhá. Ok. I have an action figure. I have an action figure. Good job. Khi các con nói I have, okay. I have an action figure. I have an action figure. Good job. But now I will pin one more student. Okay, bây giờ con sẽ pin một bạn student nữa nha. Để xem là bạn nào nào. Cô vừa nãy cô thấy Nguyễn Lương Hà An là phát âm cũng ok này. Thử xem nào. Hello teacher. Okay, I can hear you clearly. So can you repeat the sentence? I have an action figure for me, please. Yes. Yes, I have. I have. An action figure. Action figure. Finger là cái này. Alright, các bạn nhận được. Figure đúng rồi, chính xác. I have an action figure. I have an là một á, an action figure. Action figure. Đúng rồi, nếu mà không nhớ thì cô sẽ share screen cho các bạn nha. Cái từ này này, mở bát họ đầu tiên mình đã có cái từ rất là khó đọc rồi đúng không? Action figure, right? Đây là cái siêu nhân gao đúng không? Now the next word, vừa nãy cô giáo có dạy là I have, right? I have a hoặc là an. Đây, tôi có một a hoặc là an hoặc một thì tùy vào từng từ thì mình sẽ dùng a hoặc là an nhá. Bài này cô sẽ phân biệt cho các bạn lúc nào mình dùng a và lúc nào thì mình dùng an khi chỉ một vật nhé các con. Ok, so here we got the new word. Airplane. Okay, all the class, we will practice this word for me, please. Airplane. Okay, I see a little girl here. Cô đang nhìn thấy. Oh, thank you, Tiến Minh và Nguyễn Lương Hà An nha. Cố gắng luyện tập nha. Bây giờ cô sẽ pin một bạn nữa lên đây. Cô sẽ pin một bạn lên đây để luyện tập cho cô cái từ airplane nha. Airplane. Who can help me to read the word airplane? Oh, it's such a difficult word. Okay, I see Đỗ Bảo An here. Appin and Ngọc Hân. Okay, how are Ngọc Hân now? Ngọc Hân ai cô mời con nhé. Okay, now so Bảo An first. Airplane. Okay, bây giờ cô sẽ dạy các con phát âm cái từ này chuẩn nhất. Okay, các bạn có nhìn thấy không? Các bạn hay nghe cô giáo nói là âm e bẹt. So, what does e bẹt mean? Okay, what does e bẹt mean? Con chả hiểu e bẹt là cái gì cả đúng không các con? Trời, cô cứ bảo là e bẹt.
mà con không biết bẹt nó như thế nào. Bây giờ con sẽ hướng dẫn cho con nhá. Thì có phải là cái âm đó các con mở khẩu hình miệng chữ A là A, nhưng mà các con phát âm chữ E ra A, A, airplane. Giống kiểu đánh lừa các con. A, E. Mồm thì phát âm, mồm thì mở khẩu hiệu là chữ A, nhưng mà phát âm là âm E. Ấy. A, 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 E, A, A. Nó cái, đấy là cái gọi là cái âm, nó là cái âm rất là khó hiểu cho các bạn luôn, đúng không? Lúc nào nếu mà đọc là airplane thì cũng không đúng, đọc là airplane thì cũng không phải. Nó đọc cái âm A và âm E kết hợp lại với nhau thì cách đọc đơn giản chỉ là há mồm giống âm A và mình phát âm chữ E ra thôi. A, A, A. Airplane. Đấy, như các bạn nào các bạn không cần giống kiểu là A-E, A-E đọc nhanh. Airplane, airplane, airplane. Airplane. Oh, good job, I see Ngọc Hân. The greatest air bed now. Okay, now Ngọc Hân nào. One more time we say airplane. Airplane. Airplane, gần đúng rồi, không phải airplane. Airplane. I see you. Okay, how about Đỗ Bảo An? Airplane. 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 Good job. Today, two girls here got the right pronunciation of thế nào nhỉ? Airplane đúng không? Bây giờ con sẽ gọi cái airplane cho các bạn dễ hình tượng là cái âm A và âm E nha cả lớp nha. Bây giờ thì cả lớp mình sẽ không còn khó khăn khi đọc là cô ơi con chẳng biết cái từ airplane cái gì cả. Mà con đọc A thì cũng không đúng, mà E thì cũng không phải, right? So bây giờ mình sẽ xem lại vào bài giảng nhá. Hôm nay mình sẽ xem lại vào cái bài giảng. Ừ, đây có phải là nó viết cấu tạo là giữa âm đây E, E với O đây, airplane, airplane, airplane. Ok, airplane. À chết rồi, vừa nãy đọc âm E bẹt là cái âm này các con. A với E, action, action. Còn đây là A-O, airplane, A-O. Good job. So, tiếp theo, the next we got. Oh, cái từ này thì chắc là không cần phải hướng dẫn rồi đúng không? Nào, bạn nào xung phong đọc cái từ này xem nào. Bạn nào who can? Who can, who can? Ui dồi ôi, Phú ơi, từ từ con. Cái gì cũng phải từ từ con nhá. Admin à. Hello. Hello. Can you read for me this? What is this? A bowl. A bowl? Are you sure? Yes. Bowl. Bowl, good job, boy. Can you got the full sentence, please? What do you have here? Yes. What do you have here? I have a bowl. Oh my God. Look at you. Now you got so right pronunciation. Thank you. Trời đất ơi, học sinh nào. Bọn bạn nào nữa không? Ngọc Khuê xem nào. Duy Phong xem nào. Bây giờ kiểm tra bài một loạt xem nào. Lâu ngày một tuần không gặp nhau nào. Duy Phong sao? What do we have here? A bowl. I'll say, we will say, I have a bowl. I have a bowl. Good job. And how about Ngọc Khuê? Hello, teacher. I'll say, what do we have now? Bowl. Okay, I have a bowl. I have a bowl. Good job. Bây giờ, how about Tú Phương? Hello, teacher. Yeah, I don't want to ask you about this picture. Tú Phương. No, I want to ask you more. Con muốn hỏi. I have a ball. Good job, Tú Phương. Chính xác. This is the one I want to ask you. All right, we got the full sentence of this. I have a ball. Good job. And the last one, Minh Đức. Okay, Minh Đức, can you? Yeah.
I have a ball. Okay, one more time. I have a ball. I has a ball. Oh, I have ball. Yeah, I have a ball. I had a ball. Nào, bạn nào giúp đỡ Minh Đức không? Gần đúng rồi nào. Have nha. Nào, Tiến Minh nào, thầy giáo Tiến Minh. Minh. Nào, Minh đọc phát âm lại cho anh. I have a ball. I have a ball. Nào, cả hai đứa bây giờ nghe Tú Phương đọc lại nào. Have a ball. One more time, you say. I have a ball. Good job. I have. Nhớ nhá. Âm v. Nào các con nào bây giờ lại tắt cái share đi nhá. Nhìn vào răng của cô Ngọc đúng không? Các bạn kiên nhất là Tiến Minh và Minh Đức nha. Các bạn Ngọc gần đúng rồi. Tuy nhiên là cái âm gió nó hơi sai một tí rồi đúng không? Nào đúng không? I have. Đúng không? Bạn nào không có răng cửa thì có thể chấp nhận được. Tiến Minh nhá, cố gắng lên con. Rồi mình sẽ có răng cửa. Ngày xưa cô còn không có cơ. Đến mãi năm cô lớp 3 cô mới có răng cửa đấy. Có tin không? Đó. Ok, cười tươi lên, không sao hết. Cô yêu Tiến Minh, right? Now, I have a ball. Đúng rồi, I have a ball. Ôi, bạn nào để cái tên là cô mời con cơ, không con giận là bạn nào đây? Who? Who? Ôi trời, lớp ơi, có yêu cô không? Mà sao cứ để tên là giận với cả dỗi thế này? Trời đất, cười quá mất. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục nha. Nào, mình mới có 3 từ thôi các con. Từ have rất là quan trọng. Have, có đúng không? Minh Đức nha. Minh Đức với cả Tiến Minh nha. Cố lên con nha. Ok, I have. Ok, I have. Ừ, vừa đấy các bạn có thắc mắc không? Lúc thì I have an action figure, đúng không? An airplane, đây cái từ này là nhá. I'm sorry, airbag nó phải là cái âm I. Cái này action figure này, còn đây là airbag nha. Này, airplane. An ủa, nhưng mà tại sao mà sang chữ ball này là nhỉ? Đều là một mà đúng không? Đều là một mà dùng hay an đều được mà cô. Có đúng không? Đúng không? Đúng không nhỉ? Bây giờ với ân đều là một, đều có nghĩa là một. Thế dùng hay ân đều được đúng không các con? Đúng không? Comment cho cô nào đúng hay không? Có bạn nào nghĩ không? Yes, có bạn say yes. Yes. Đúng rồi, hay ân đều là một, dùng hay ân đều được đúng không nào? Ngọc Nhi nói không. Vương Quỳnh không. Tú Phương không luôn. Đấy. No, yes, lẫn lộn. Đấy, thấy chưa? Ok, nào tiếp tục nha. Tiếp tục để xem là từ nào dùng từ nào dùng ân nhé. Xong cô sẽ dạy cho các bạn một quy tắc ngôi sao năm cánh mà các bạn nhớ ngay lập tức khi dùng ân luôn. Tin không? Tin không? Chỉ với một ngôi sao thôi. Chỉ với một ngôi sao thôi mình sẽ biết lúc nào dùng lúc nào dùng ân. Nhưng mà phải học tiếp đã nha. Nào bây giờ mình sẽ học từ mới trước. Xong rồi mình sẽ thử xem nó dùng với hay là ân nhé. Ok. Okay, the next words we got. Ok. Cô biết là bạn nào cũng thích chơi cái này luôn ý. Trừ cô ra. Trừ cô Ngọc ra thì bạn nào cũng thích chơi cái này. Tại vì là cô Ngọc sợ lắm ý. Cô Ngọc vừa béo, xong rồi cô lại không khéo léo nữa. Cho nên là cô cũng sẽ rất bị ngã, rất hay bị ngã nếu cô chơi cái này. Ok, this is skates. Skates. Chơi patin, đúng không? I'm sorry. Alo ạ.
Okay, so now we will go on the worst case, right? Có bạn nào thích Patty không? Thích Patty không? Bạn hàng xóm nhà con cũng biết đi giày trượt patin rồi. Cô kêu con đi Kevin. Ủa, Kevin tên ai nhỉ? Because quẻ oải ân. Ui, Tú Phương biết rồi cô á. Không được đâu, Tú Phương giỏi thế. Nào, Mi con thích, con thích. No, ui rồi bạn nào no là giống cô Ngọc. Tại vì cô sợ ngã lắm. Nguyên Lương à, An ơi, cô cũng sợ ngã lắm. Cô sợ ngã lắm ý. Nào, nhưng mà sợ ngã nên mình phải học nó đúng không? Skates. Skate. Right. Nếu mà các con chỉ nói về một cái giày ấy, thì mình nói là skate, là không một chữ S. Nhưng mà mình nói là hai cái giày trở lên thì mình sẽ nói là skates. Okay, skates. One more time we say skates. Nào bạn nào nào, skate đâu? Đâu cái miệng skate đâu rồi? Who? Thùy Anh nào. Hello? Okay, can you hear me? Yes. Okay, great. Can you repeat this word for all the members here? Yes. What is this? Skits. Skits. Okay, great job. These are skits. These are skits. Đúng rồi, tại sao mấy cô lại lòng là these are, bởi vì là như những cái buổi mà buổi đầu tiên mình học ở lớp cô Ngọc ấy, là mình đã được học là this is và these are rồi đúng không? These are là đây là những, ok, bởi vì đây là có hai cái giày trở lên, right? Thì mình sẽ đọc là these are skates. Ok, one more student, who can? Thùy Dương nào, ôi dồi ôi, Thùy Dương ơi, lâu lắm không gặp con nào, hello. Hello teacher. Okay, what are these? These are? Skates. These are skates. These are skates. These are skates. 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 Nào, gần được rồi, skates. Skates. Từ đâu? Skates. Skates. Âm nào, ghim cái Thủy Dương lên này. Ghim này. Đấy, đâu rồi? À đây, để với cô lên nha. Đâu rồi, bây giờ là Thủy Dương được lên bảng. Nào, hồi hộp quá nào. Hít cái hơi thật sâu, thở ra thật mạnh. Nào, cả lớp nha, cả lớp nào. Ok, đây là con sẽ text nó ở trên chat box cho các bạn cái cụm đấy nha. These are skates. Đúng không? These are skates. Ok, nhiều bạn thì sẽ rất là khó khăn trong việc mình đọc âm gió S. Ok, thì mình chỉ đơn giản là nở một nụ cười tươi như trên môi thôi, đúng không? Ok, nào thì Dương lại cho cô nào. Yeah, these are skates. These are skates. Ok, đấy đúng không? Chỉ cần cười cái thôi nó ra cái âm gió rồi, chả có gì khó cả đúng không? Cười lên là mình có âm gió. Ok, these are skates. I can't hear you. These. Đây là những these are. Ok, this is đúng không? Con đã rất quen với từ this is. Đây là, ok, đây là một quả táo. Đây là một cái bút. Đây là một quyển sách. Ơ nhưng mà nhỡ nó có hai quyển sách thì làm sao? Đúng không? Nó có ba quyển thì làm sao đúng không? Ừ, nhỡ nó có cả chồng sách nữa, đúng không? Nó có cả một chồng. Ừ, nó nhiều notebook như thế thì mình làm sao mà mình dùng được zip y được con, đúng không nhỉ? Bây giờ mình phải dùng these are. These are. These are. Good job. These are skates. These are skates. Rồi high five cái nào con.
Hai ba, trời ơi, bây giờ mới phân biệt là this và this. À, cả lớp phân biệt được chưa nhỉ? Đúng rồi, cũng như Thùy Dương vừa giơ sách lên á. Bạn ấy có một quyển đúng không? Kể cả cô có giày cộp như này đúng không? Cô có giày cộp như này chắc nữa, nhưng nó chỉ là một quyển thôi. Một quyển thôi đúng không? Thì nó vẫn là a book. Nhưng mà chỉ với hai quyển mỏng mỏng như của Thùy Dương thôi. Nó chả dày bằng 1/3 của cô, nhưng nó là hai quyển. À, two notebooks. Vì vậy mình sẽ phải dùng đây là những these are books or notebooks. Right, bây giờ hiểu đúng không nhờ? Rồi, these, đâu phải these are. These are, con ơi, these are. Đây, cô sẽ nhắn trên phần chat nhá. Còn bạn nào mà không đấy thì biết ở trên bảng nha. Ôi dồi ôi, lạnh quá. Sau là phải, đây nào cả lớp nếu. For the student who don't know the phrase, this is, okay, this is, đúng không? Đây là, okay. Và cái từ vừa nãy mà cô hướng dẫn các bạn đọc, these are, đây là những, à đúng rồi, tại sao ta? Bởi vì this is thì cộng với một vật mà thôi, hoặc là an, đúng không? Đây. À đâu, viết thế này cho nó dễ hiểu nha. This is thì cộng với cả một vật hoặc là một người, đúng không? Hoặc là một sự việc, bla bla, nói chung nó là một. Tuy nhiên với từ this are thì nó cộng với từ hai vật trở lên, hoặc là hai người trở lên, có viết tắt một chút nha, hai người trở lên, đúng không các con? Hoặc là hai sự việc trở lên, đúng không? Rồi, nó cứ có từ hai trở lên thì mình sẽ dùng these, những, thậm chí là nhá, trong cái hũ gạo nhà các bạn ấy, ui nó chà, ôi u là trời, nhiều gạo thế làm sao mà đếm được, đúng không? Mình dùng these are, đây là gạo. Right, okay. Nào mình tắt cái phần whiteboard thì đi nhá, để mình tiếp tục học cái từ mới của chúng ta nha. Ôi, thế mà học từ mới mà cũng gần hết giờ rồi đấy, khổ ghê chưa. Now, the next word we have train. Train. I want a student here who can raise your hand and bạn iPhone đang chép từ. Okay, để mà các bạn có thể theo dõi bài tốt hơn thì chút nữa tầm ngày mai nhá, ngày mai thì cô bảo Thầy Phương gửi slide cho các bạn học nhá. Okay, để chép bài nhá. Nào, bây giờ còn bạn nào không? Anh Khoa xem nào. Ui dồi ôi, anh Khoa với cả mẹ đang ngồi đúng không? Ngồi. Nào, đâu con? Hello anh Khoa. Hello teacher. Ôi lâu lắm mới nghe giọng anh Khoa đấy. Nào anh Khoa, so can you read out loud this word for me and all the students here? Train. Okay. I have a train. Good job. Okay, say louder, please. I have a train. I have a train. Good job. I have a train. Good boy. And I want a student more. Kevin. Kevin, can you? Kevin, can you? Có thể. Okay, can you read all of this word for me, please? Ten. Oh my God, you say that ten is gần đúng rồi. Okay, so train. Train là chữ nào? Train. I đúng không? I hay đúng không? Con đọc cái âm nó sao vậy?
I have a train. Hey. Hey. Ai hey, hey. Đấy, bây giờ áp cái pin lên được chưa? Bây giờ mình lại stop chat tí. Hôm nay ổn được không sao, học ít nhưng mà chất lượng đúng không? Nào. Bây giờ cho Kevin nào. Vừa hỏi là Kevin tên đầy đủ là gì? Kevin comment cho cô là tên đầy đủ của con là Kevin. Chẳng tin. Ok, con đầy tên đầy đủ của con là gì? What is your tên tên giả của con là Bo, còn tên thật của con là Trần Thiên Ân. Ờ đấy, mình ghi là Trần Thiên Ân thì cô còn cho vào trứng ở trên Class Dojo chứ con. Ok, sau cái đấy là việc bé thôi, còn bây giờ mình sẽ phát âm lại cái âm A hay hay đấy nha. Chain. 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 Con biết vầm A trong tiếng Việt không? Chain. Chain. A. A. E. A. 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 Cô hôn mới con rồi. Cô luôn hu hu. Ai ai. Rồi. Chain. 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 Đấy, con thấy mẹ đọc phát âm chuẩn hơn con ngồi học nãy giờ rồi đây. Tại mẹ con lớn thôi, mẹ con đọc đúng. Con còn nhỏ mà. Con mới học lớp 2 à. Ok ok được rồi, coi như đấy là một sự biện minh tốt. Lần đầu tiên con mới lên được lớp 2. Không sao hết đúng không? Học dễ mà. Nào con biết từ ê hay 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 chưa? Hay hay hay. Biết cái âm đấy rồi đúng không? Hay. Bạn khỏe không đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải đúng một cái âm đấy đúng không? Chain. 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 Gần được rồi, con trai yêu ạ, gần được rồi nào. Con đọc lại một lần nữa cho cô nghe nào. Chain. 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 Nào nhìn thẳng mình miệng cô nhá. Nhái bốn chữ. Đúng không? Từ chu sang tè mỏ đúng không? Chain. 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 Oh yeah, you got it. Go. Chain. 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 Không phải choáng đâu nha. Train. Train. Để nghe đọc cô đọc nha. Nhìn cô đọc. Train. Train. Nào bây train. Giờ có còn muốn nghe một bạn khác nào không? Dạ không. Đã không? Nhưng mà cô phải gọi một bạn khác để kiểm tra các bạn ấy luôn. Nào, nào bạn nào? An Phú nha, hơi nhiều tem rồi. Phú với Dương với cả Tú Phương với Bảo An, Ngọc Khuê với cả Ngọc Hân là nhiều tem nhá. Hơi bị nhiều tem rồi. Lại có nhiều tem lắm con ạ. Nhiều tem lắm rồi xong thì các bạn đã giật quà của cô đấy. Đang chuẩn bị phải hôm sau tổng kết lại để xem gửi quà cho đứa nào đây này. Bạn nào? Nguyễn Khang này. Chuyện. Chuyện. Đầu tự áp cái bạn Nguyễn Khang lên nhá. Chuyện. Ôi giời ơi, mà kéo ở cô Ngọc cái là khác bọt ngay đúng không nào? Con đọc lại là Train. Train. Ồ, nào Kevin. Train. Nào bây giờ Kevin đọc theo Nguyên Khang nào. Train. Đấy, có bạn đọc cùng cái đọc khác ngay nào. I have a train. Train. Nào, Nguyên Khang trước. Train. I have a train. I have a train. Good train. Job. Nào, bây giờ Kevin nào, đến lượt Kevin nào. Chữ. I have a train. I have a train. A train. Đúng a rồi train. Nha, gần được rồi nha. Sau thì làm bài tập để còn gửi phát âm cho cô nghe đó nha. Hứa không? Hứa không? Hứa. Yeah. Ok, hứa. Nào, bây giờ mình xem lại trong video nha. À, trong bài giảng nha con. Train. Ok, cô biết là cái âm này nó hơi khó một chút. Nó vừa có âm nó có vừa có âm A cho nên là nó hơi khó đọc một tí. Ok, don't worry, we got the word train. Right. Ok. Ồ, thế càng càng cuối giờ lại càng đông lớp, càng đông người vào học thế này. Ủa, alo. Không hiểu lắm nào. Tiếp tục từng tiếp theo các con. Ok, cái này nhá là cái puppet đợt trước mà bạn nào mà học cùng với cô từ những buổi đầu tiên thì đã được làm puppet rồi đó. Và các bạn cũng đều biết từ này rồi. Hôm nay cô chỉ ôn lại thôi. Puppet. Puppet. Puppet.
E. Puppet. Puppet. Mm-hmm. Puppet. Quý quý. À, cô sẽ cho các bạn xem cái puppet của cô nhá. Ôi, đáng yêu lắm luôn ý. Đợi cô một tí. Okay, as you can see that I have a puppy here, right? It's a dog here. Puppet, right? It's a puppet, okay. Okay. Đây, cô không phải Mr. Bean, đúng không? Cô không phải Mr. Bean, nhưng mà cô cũng có một teddy bear. Cô cũng có một teddy bear, nhưng mà màu trắng của cô màu trắng, còn của Mr. Bean. Kevin cũng có. Kevin cũng có, nhưng mà hình như đấy là gấu. Cái đấy là gấu bông. Gấu bông. Ôi dồi ôi, còn đây. Đâu bạn nào có puppet giơ tay nào? Đây đây, cô sẽ show lên đây. Vân có đây này. Vân ôi, Vân có cái con puppet cánh chim cánh cụt. Hello. Nào bạn nào có? Trần Diệu Anh, Admin này, bạn nào có không? Võ Minh Khang có không? Ui dồi, Võ Minh Khang. Khang có không? Không có. Ui trời 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 trời. Đâu bạn nào có không? Có puppet đâu các con? Ôi nhiều quá ha, chết rồi, sao lớp mình ai cũng có này. Ôi cô lại cứ tưởng là có của mình cô có. Rồi, đây đúng không? Ngọc Hân này, cô cho này. Bạn nào có tiện thì đây có thôi, không thôi. Hôm sau làm con khác, cô hướng dẫn làm, ok không? Nào, Nguyễn Hoàng Ngân đây, cô sẽ cho hết những bạn nào mà có puppet lên. Ui rồi, Phú Tiến Minh có vitamin kìa, có teddy bear của vitamin kìa, ghét chưa kìa? Ui, ghét, cả lớp ơi ghét thật sự luôn. I have a puppet, trời, nó có cái, bạn ấy có cái con gấu của vitamin này, ghét cho teddy bear. Không, teddy bear của cô xịn hơn. Ok. Yeah, ok, rồi rồi, hôm sau cô sẽ kiếm. À, Triệu Mẫn này, Triệu Mẫn có này. Ai có nữa không? Ôi, bây giờ cô không kịp ý. Ôi, Tú Phương các bạn đã nhìn này. Tú Phương á, nó có cả một cái con to oạch luôn. Ngọc Khuê này. Ngọc Khuê, ôi trời ơi, khiếp. Rồi, ôi trời ơi, sao nhiều này chết rồi. Hết rồi, phải cất teddy bear của mình đi. Không các bạn, nhiều quá. Ok. Oggy phạm gì? Ôi đừng giận cô, đừng. Trời ơi, cô không xem được hết đâu. Đây, cô không xem được hết đâu. Tí nữa cô đọc chat cô mới biết thôi. Nha. Được rồi. Ok, nice. Nào, tiếp tục nào. Ok, we have the puppet. À, chắc chắn là hôm nay bạn nào cũng sẽ nhớ cái từ puppet rồi. Cái từ train này hơi khó đọc, hơi khó nhớ đúng không? Cái từ skate thì cũng hơi khó nhớ luôn. Đó, rồi cái từ gì mà action figure này, bằng bằng chiếu chiếu này thì cũng hơi khó đúng không? Nhưng mà cái từ puppet, bởi vì là bạn nào cũng có puppet, vì vậy là nó sẽ rất là dễ nhớ thôi đúng không các con? Đó, ok, we will go on the next slide. Yes. Đấy, cô đang định nói là hôm nay cô sẽ dạy vần ơ và ân ấy. Tuy nhiên là hình như là cũng hết giờ rồi đấy. Gần hết giờ rồi thì bây giờ sẽ thế nào ta? Bây giờ sẽ thế nào ta? Các con có muốn học về ơ và ân không? Là phiên âm đi cùng uể oải, đúng rồi, nó là phiên âm nhá. Với các độ tuổi của các con thì thường thường mình chỉ xử xét cái chữ cái đầu tiên thôi, đúng không nhỉ? Chữ cái đầu tiên của từ thôi là letter. But khi mà các bạn học nâng cao hơn thì mình sẽ xét đến âm. À, thì cô sẽ dạy cái cơ bản trước thôi. Nhưng mà nếu mà dạy cơ bản mà thời gian gấp rút này thì cũng không ok lắm. Vì vậy hôm nay mình sẽ thử lên ELS game như mọi khi, để chúng mình cùng luyện tập tay chân một chút để làm bài tập nha. Các bạn ở trên livestream cũng thế, và các bạn ở trong lớp mình cũng thế nha. Chuẩn bị nào, giãn gân cốt nào. Giãn gân tốt, tay chân nào, chuẩn bị comment đấy nha. Mình còn có 5 phút nữa thôi, cho nên là mình chuẩn bị tay chân để mình chơi nha. Nào, bây giờ cô sẽ share cái phần Google yêu thích của cả lớp nào. Đúng rồi đấy, trời ơi, lâu lắm mình không đụng vào. Nào, ELS game. Today we will have this. Oh no, I'm sorry. No about this. Đợi cô tí, cô tìm ELS game. Cái này thì quen với cả lớp lắm rồi. Bạn nào học các lớp cô Ngọc thì thực ra thì cô cũng muốn cho các bạn tương tác nhiều, nhưng mà nhiều bạn thì đang học bằng điện thoại ấy.
À, không thấy được. Nào, hôm nay các bạn muốn học về phần gì nào? What do you want to study about? Học về vocab nha. I like. Spelling P thì hơi khó, the future thì cũng khó lắm. Mình sẽ có vocab game. Nào bây giờ Monster Vocab vẫn là đỉnh nhất các bạn nhá. Ok, today we will choose one of the topics here, right? Tháng. Ok, we got the topic animals, home, clothes, personal, food, computer, stationery, natural, music, subjects, countries, garden, things, chess parts, and so on. So which one you want to choose? You want to choose here? Which one you want to choose? Hôm nay các bạn muốn học về chủ đề nào nhỉ? Chơi thôi, cái này thì cũng chỉ chơi thôi, không có gì cả. Không có tắt chát không nhỉ? Yeah. Body. Các bạn muốn học về phần nào nhỉ? Rồi show cái body hả? Ok, today we will go on. Cô trả tới cái body đâu đây? Body đây hả? Cực khó đi cô. Nào bây giờ mình sẽ xem cái hệ body này nó có những cái gì nhá. Nhiều lắm các mấy cưng nào. Body. Ok. The first we got eyebrow. Ok, I have two eyebrows, right? Eyebrow. Foot. Chin. Armpit. Armpit. Shoulder. Mustache. Toes. Elbow. Belly. Hair. Eyebrow. Foot. Chin. Armpit. Shoulder. Mustache. Toes. Elbow. Belly. Hair. Okay, are you ready? You think that you're ready for the games? Ready không sao, cái spam 4 này này. 4 là cái gì? Yes or no? Yes or no? Hai cháu này về làm bài tập về nhà nhá. Cho làm bài tập về nhà nhá. Hay chơi bây giờ nói là bây giờ hay là về nhà? Bây giờ hay về nhà? Bây giờ làm bài, về nhà, chơi luôn đi cô. Rồi, về nhà hay bây giờ? Now. Bây giờ. Ok, bây giờ. Ok, let's start it. Bây giờ luôn nào. Elbow. One, two, three. Shoulder. One, two, three, please. One, two, three. Foot. Okay, come on. You can stretch. Okay, this one. Okay. Hair. Look at this. One, two, three, or five. Three. Belly. Oh my God, I got so big belly here. Big belly. Chin. Where's my chin? Yeah, exactly. It's a picture four. Mustache. Tu suis le bon chien, la vue. Okay. Two. Toes. Which one? Can you show me? One, two, three, four, five. Eyebrow. Yes. Armpit. Armpit.
Okay, come on. Armpit. 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 Where is armpit? Arm. Suddenly. Armpit. Ý, đúng rồi. Arm, cánh tay, rồi cánh tay là cái nách. Okay, shin. Shin. Okay, shin. Eyebrow. Eyebrow. Foot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elbow. Foot. This one or this one? Elbow. Armpit. Armpit. 1, 2, 3, 4. Armpit. Shoulder, shoulder, please, shoulder. Shoulder. Belly. Where's my belly? Yes. Belly. Hair, hair, good. Hair. Toes, where's toes? Toes. Mustache, good job. Mustache. We got the 10 question laps. This is hair. Hair. This is belly. Belly. This is chin. This is mustache. This is shoulder. Shoulder. This is. This is what? Armpit. This is foot. Foot. This is elbow. This is. And eyebrow. The last one is toes. Toes. Oh, có phải như lớp mình càng ngày càng làm nhanh không? Ok, và bài tập Monster Vocab của chúng mình đến đây là kết thúc bài học rồi. Đó là để chơi, để giải trí một chút thôi. Còn bài học hôm nay của chúng mình vẫn là về toys, right? Về toys và cách dùng I have, tôi có, đúng không? I have cái này, cái nọ, cái kia, cái giác, cái gì đó ha. Và ngày hôm sau thì cô sẽ hướng dẫn các bạn học kỹ hơn về phần ơ và ân nhá. Dành cho những bạn là không biết, còn những bạn biết rồi thì các bạn có thể học lại và để nâng cao hơn về phần việc sử dụng ơ và ân sao cho nó tự nhiên nhất. Ok, this is the end of the class now. Cô rất là nhớ các bạn và rất là vui hôm nay được lên lớp với các con, được không nhờ? Rất là nhớ luôn ý. Tại vì là hơn một tuần rồi chả được gặp các con này cả. Và để có thể mình kết thúc buổi học ngày hôm nay và chuẩn bị đi ngủ thì chúng ta phải brush your teeth and we will wash your face and you go to bed. Have a good night và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư nha. Okay, on Wednesday. Okay, goodbye and see you soon. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye.